Xin chào, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Thế kỷ 22. Du lịch trên du thuyền siêu to khổng lồ là điều khó có thể tưởng tượng được đúng không nào, bởi vì chi phí cho những dịch vụ này rất đắt. Thế nhưng, còn có những du thuyền to đến nỗi có thể chứa được những công viên hàng tỷ đô, thậm chí là những đường đua xe F1 dài đến nỗi mà bạn đua xe không cần phải thắng. Muốn biết ở đâu thì mời các bạn theo dõi tập ngày hôm nay của Thế kỷ 22 nhé. Top 10 tàu du lịch lớn nhất năm 2020. Symphony of the Seas. Được mệnh danh là bản giao hưởng của biển cả, du thuyền này từng là con tàu thứ 25 của hạm đội Royal Caribbean. Hiện nay, nó được xem là du thuyền lớn nhất thế giới với trọng lượng lên tới 228.081 tấn, chiều dài là 350m, cao 70m. Symphony of the Seas được thiết kế giống như một thành phố thu nhỏ với 7 khu phố khác nhau. Du thuyền có tới 18 sàn tàu, 22 nhà hàng, một công viên rộng lớn, 24 hồ bơi, 2.759 cabin, chưa kể đường trụ trên biển 10 tầng cao nhất thế giới. Thiết kế của Symphony of the Seas được đánh giá cao bởi sự thông minh trong cách sắp đặt, dễ dàng quản lý du khách và giúp cho hành khách luôn cảm thấy thoải mái, vui vẻ và hài lòng nhất. 2. Harmony of the Seas thuộc cùng nhóm Orchid, vì vậy dịch vụ, hoạt động giải trí của hai du thuyền lớn nhất thế giới này khá giống nhau. Được khai trương vào tháng 6 năm 2016, nhưng đến tháng 6 năm 2017, du thuyền này mới nhổ neo lần đầu tiên. Harmony of the Seas có chiều dài lên đến 361m, 2.747 cabin, với sức chứa hơn 5.479 hành khách. Du thuyền tỷ đô này bao gồm một công viên lớn, trung tâm thể dục, boardwalk và một số những địa điểm vui chơi giải trí hoành tráng như các hồ bơi hay nhà hàng. 3. Allure of the Seas. Allure of the Seas là một trong số những du thuyền lớn nhất thế giới hiện nay. Du thuyền giống như một khách sạn khổng lồ trên biển với sức chứa 6.687 người, cùng nhiều điểm vui chơi giải trí khác. Đây đích thị là chốn vui chơi sắp sinh bạn nhất định phải thử trong đời. Allure of the Seas có 4 hồ bơi, 10 xoáy nước, một vũ trường 2 tầng và một nhà hát với 1.380 chỗ ngồi, sân trượt băng, spa cũng như các cơ sở tập thể dục. Nơi đây còn có 25 địa điểm ăn uống, bao gồm nhà hàng Starbucks đầu tiên trên biển. Đây thực sự là một du thuyền phù hợp cho chuyến du lịch gia đình vào mùa hè. Vừa ăn uống ngủ nghỉ, vui chơi có đủ, đây quả là một lựa chọn tuyệt vời ông mặt trời đúng không nào? 4. Oasis of the Seas. Oasis of the Seas dịch sang tiếng Việt có nghĩa là ốc đảo trên biển. Đây có thể được coi là một trong những du thuyền tỷ đô đầu tiên trên thế giới. Oasis of the Seas dài 361,6m, cao 72m, sức chứa là 6.780 người. Vào thời điểm ra mắt vào năm 2019, du thuyền này cũng lập được kỷ lục mới về công suất. Oasis of the Seas có thiết kế 7 khu phố giống như những dòng thuyền của Royal Caribbean. Với 16 sàn chở khách, du thuyền có khả năng phục vụ tối đa 6.296 hành khách. Du thuyền còn có một nhà hát ngoài trời với những buổi biểu diễn nhạc kịch cực kỳ thú vị. Một hành lang ngoài trời chạy dọc theo thân tàu, 5 bể bơi, sân bóng chuyền, bóng rổ, nhà hàng sang trọng cũng như nhiều hoạt động giải trí khác. 5. AIDA Nova, một du thuyền với sức hấp dẫn chẳng kém gì vẻ bề ngoài của nó. Du thuyền AIDA Nova là du thuyền đầu tiên trên thế giới chạy bằng khí tự nhiên hóa lỏng LNG. Thật bất ngờ đúng không nào? Chưa hết, du thuyền này có chiều dài 337m, chiều rộng là 42m, cùng hơn 2.600 cabin. AIDA Nova giống như một khách sạn trên biển với nhiều hoạt động vui chơi giải trí, hồ bơi trên tầng thượng để du khách có cho mình những chuyến nghỉ dưỡng thư giãn và thoải mái nhất. Theo đó, du thuyền này còn có thêm 10 tàu du lịch thế hệ màu xanh lá cây. Thế hệ tiếp theo đơn đặt hàng sẽ được cung cấp bởi LNG tại cảng và trên bờ biển, với ngày giao hàng dự kiến là từ năm 2019 đến năm 2025. Dẫn đầu ngành công nghiệp tàu biển sử dụng khí tự nhiên hóa lỏng LNG để đi tàu điện, tàu thuyền.
6. MSC Meraviglia. Đây là du thuyền duy nhất mà không thuộc về tập đoàn Royal Caribbean và là du thuyền đầu tiên của tập đoàn MSC Cruises. Tổng trọng lượng của tàu là 133.500 tấn với 18 tầng và có thể chở đến 4.363 khách. Nó được ví như khách sạn nổi trên đại dương với độ an toàn và vững chãi là tuyệt đối. Du thuyền có rất nhiều nhà hàng sang trọng, trung tâm thương mại, hồ bơi, phòng tập gym, rạp hát, rạp chiếu phim 4D, đua xe công thức F1, quầy bar, v.v. Nơi đây còn có khu vui chơi, hồ bơi, câu lạc bộ để chiều lòng các thượng đế nhí. Trên tàu này còn có chi nhánh nhà hàng hải sản nổi tiếng của Ý là Italy. Bên cạnh đó, dọc lối hành lang di chuyển có gắn hệ thống đèn LED mở liên tục 24 giờ mỗi ngày. Kể từ khi đi vào hoạt động vào tháng 6 năm 2017, MSC Meraviglia đã và đang làm dậy sóng ngành công nghiệp du lịch và đã thu thập các giải thưởng uy tín cho sản phẩm cao cấp của mình. Con tàu đã được công nhận để đưa ra biển một số tiến bộ mới nhất trong công nghệ, lấy khách hàng lên trung tâm, đổi mới kỹ thuật số và trải nghiệm mới của khách hàng. Ngoài sự công nhận trong toàn ngành, con tàu hiện được trao giải thưởng cho công tác quản lý chất lượng, sức khỏe, an toàn và môi trường QSSE tiên tiến nhất. 7. Quantum of the Seas. Quantum of the Seas được thiết kế bởi Major Warp, bắt đầu hành trình đầu tiên đến New Jersey vào năm 2014. Sau đó, du thuyền này đã thay đổi lịch trình qua các nước châu Á như Trung Quốc và Hàn Quốc, là một trong những du thuyền lớn nhất trên thế giới. Quantum of the Seas dài 347,08m với 16 sàn, có thể phục vụ tối đa 4.905 khách. Du thuyền có tới 2.090 cabin, bao gồm 18 nhà hàng, một phòng mô phỏng sở bắt đầu bằng một viên ngọc đặt trên độ cao 91m, các spa, khu vui chơi trẻ em và vô số những địa điểm giải trí khác. Và điều thú vị nhất nằm ở Bionic Bar. Đây là nơi có một nhân viên phục vụ, là một chú robot sẽ mang đồ uống đến cho bạn. 8. Anthem of the Seas. Anthem of the Seas bắt đầu hạ thủy từ năm 2015 với hành trình dài 22 hải lý. Du thuyền dài 348m có thể phục vụ 4.905 hành khách cùng một lúc. Nó có 1.570 phòng có ban công và 147 phòng nhìn ra biển. Đây cũng từng là du thuyền lớn nhất trên thế giới cập cảng Canada vào năm 2016. Anthem of the Seas có 20 sàn bao gồm hồ bơi ngoài trời, có mái che bằng kính, hồ bơi trong nhà, bể bơi mô phỏng nước sóng dài 40m, tường leo núi. Tại đây cũng có một số phòng mô phỏng sao bắt đầu, một cabin đặt trên bon cao nhất có thể chứa 14 người và nâng 300m trên đại dương, cung cấp cho khách tầm nhìn 360 độ ra biển. 9. Du thuyền Ovation of the Seas. Tàu tích hợp trên những công nghệ tiên tiến trên thế giới, du thuyền cao 18 tầng, chiều dài 347m, chiều ngang là 41m, 2.090 phòng ngủ, sức chứa 4.905 khách, 1.500 nhân viên và tải trọng là 168.666 tấn. Điểm đặc biệt là du thuyền có đài quan sát sao bắt đầu và robot pha chế cocktail, con tàu lớp lượng tử thứ 3 của Royal Caribbean Cruises. Ovation of the Seas được hạ thủy vào tháng 2 năm 2016 và đi vào hoạt động vào ngày 14 tháng 4 năm 2016. Con tàu 168.666 tấn này bắt đầu chuyến du hành 52 đêm Global Odyssey đầu tiên của mình từ cảng Southampton của Vương quốc Anh. Ovation of the Seas dài 348m, có chiều dài tối đa 48,9m và mớn nước là 8,5m. Được trang bị động cơ, con tàu có thể di chuyển với tốc độ tối đa là 22 hải lý một giờ. Ngoài North Star, Ovation of the Seas còn có sẵn với các quầy bar, sàn nhảy, địa điểm đa chức năng Seaplex, bồn tạo sóng, công viên nước cho trẻ em H2O Zone, sông bạc và màn chiếu phim ngoài trời rộng 220 feet bên hồ bơi cùng nhiều nơi hấp dẫn khác. 10. Du thuyền Norwegian Bliss. Con tàu này thuộc về tập đoàn Breakaway Plus của Norwegian Cruise Line, đã có chuyến hành trình đầu tiên của mình vào những ngày cuối tháng 4 năm 2018.
Điểm giải trí đặc biệt nhất là đường đua 2 tầng. Bliss là tàu du lịch đầu tiên phục vụ cho thị trường Bắc Mỹ có thiết kế một đường đua như vậy. Đường đua xe điện Go-Kart 2 tầng, nơi các tay đua có thể phóng tới vận tốc 50 km/h, và một công viên nước với các đường trượt cảm giác mạnh nhiều tầng. Với một đường trượt qua cạnh của con tàu nối xuống tầng phía dưới, con tàu này có chiều dài 330m, có thể chở tới tối đa 4.000 hành khách. Con tàu này nặng 170.000 tấn. Mặc dù vậy, nó vẫn chưa thể vượt qua chiếc tàu lớn nhất thế giới là Symphony of the Seas của Royal Caribbean. Và chủ đề vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Và nếu các bạn có những đóng góp hay ho nào khác thì đừng quên để lại bình luận ngay bên dưới nha. Hãy nhớ like, share và subscribe cho Thế Kỷ 22. Còn muốn nhận thông báo đầu tiên thì bật ngay cái chuông nhỏ nhỏ. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.